Thưa quý vị, những ngày này, người dân địa phương và du khách khi đến Nice không chỉ được tận hưởng trời xanh, biển biếc, nắng vàng, mà còn có thể chiêm ngưỡng tranh, tượng và một số kỷ vật của vua Hàm Nghi bị thực dân Pháp bắt đưa đi lưu đày ở Algeria. Với chủ đề nghệ thuật lưu đày Hàm Nghi, ông Hoàng An Nam 1871-1944, triển lãm giới thiệu tới công chúng những trang lịch sử nói chung và lịch sử nghệ thuật nói riêng của một vị vua nước Việt ít được biết đến ở trời Tây. Những bản vẽ, tranh sơn dầu hay màu nước được vị vua Hàm Nghi sáng tác theo trường phái ấn tượng. Bên cạnh đó là những bức điêu khắc bằng đồng, gỗ, thạch cao và những kỷ vật hình ảnh gắn bó với cuộc đời lưu đày của vị vua yêu nước. Chiếc áo ông từng mặc, tấm hộ chiếu, giấy chứng nhận kết hôn và nhiều tài liệu khác mà nhà vua luôn giữ bên mình lúc sinh thời. Khoảng 150 tranh ảnh hiện vật của vua Hàm Nghi đang được trưng bày trong triển lãm tại Nice này là thành quả gần 10 năm sưu tầm nghiên cứu và tìm kiếm của cô Amenidabad, hậu duệ đời thứ 5 của vua Hàm Nghi. Để có được cuộc triển lãm này, cô đã phải liên hệ để mượn các bộ sưu tập từ các bảo tàng Guimet, Janowski và Godin tại Paris, cũng như trong gia đình các hậu duệ của vua Hàm Nghi và bạn bè của ông. Chúng tôi muốn giới thiệu tới công chúng ở Pháp và Việt Nam một cái nhìn khá trọn vẹn về cuộc đời vua Hàm Nghi, một vị vua yêu nước bị lưu đày, nhưng mang tâm hồn của một nghệ sĩ, một nhà điêu khắc, học trò của những nghệ sĩ nổi tiếng của Pháp như Auguste Rodin. Đây là một sự kiện độc đáo bởi vua Hàm Nghi tuy là người châu Á, nhưng lại theo trường phái nghệ thuật ấn tượng của châu Âu và phát triển sự nghiệp của mình ở châu Phi. Triển lãm còn mang ý nghĩa lịch sử vì các tư liệu trưng bày có liên quan đến một nhân vật dòng dõi Dương Triều ở Việt Nam, đến cuộc chiến tranh Đông Dương và thời kỳ thuộc địa của thực dân Pháp. Hàm Nghi là vị hoàng đế thứ 8 của Triều Nguyễn, nhưng chỉ trị vì được một năm, từ năm 1884 đến năm 1885. Do chống lại việc thành lập chính quyền bảo hộ của Pháp ở Đông Dương, ông đã bị bắt và bị thực dân Pháp đày sang thủ đô Angers của Algeria năm 1888. Khi đó, ông mới 18 tuổi. Trong thời gian sống lưu đày, nhà vua đã tìm sự khoai khỏa và tự do cho riêng mình trong văn chương, nhiếp ảnh và đặc biệt là trong hội họa điêu khắc với những họa sĩ, nghệ sĩ điêu khắc bậc thầy của Pháp. Đây là triển lãm đầu tiên về vua Hàm Nghi kể từ khi ông mất và cũng là một triển lãm quy mô về một vị vua yêu nước của Việt Nam tại Pháp.